tài. Vùng cao núi đã nhấp nhô, thanh xuân chưa lời hò hẹn rồi xa. Em ơi hôm nay gặp lại lệnh mùa cô gái năm xưa, thương cô đưa chữ về bàn trường em, điền lung linh thắp sáng ban làng quê hương em. Ngày xưa anh về bản mới thay hoàng rừng thông hát vi vu, ngày xưa đói nghèo lắm lù, ngày nay bò dê đầy đàn. Quê hương ơi, vùng cao nay đang đổi mới, anh xây chiếc cầu nối những yêu thương. Quê hương ơi, biên cương mây núi điệp trùng, đảo lê sóc thóm một vùng biên cương. Quê hương ơi, vui xuân trai gái biên thùy, bạn em lung con đón dâu quê nhu. Thanh xuân chưa lời hò hẹn rồi xa. Em ơi hôm nay gặp lại lệnh mùa cô gái năm xưa, đường cô đưa chữ về bàn trường em, điền lung linh thắp sáng ban làng quê hương em. Ngày xưa anh về bản mới thay hoàng rừng thông hát vi vu, ngày xưa đói nghèo lắm lù, ngày nay bò dê đầy đàn. Quê hương ơi, vùng cao nay đang đổi mới, anh xây chiếc cầu nối những yêu thương. Quê hương ơi, biên cương mây núi điệp trùng, đảo lê sóc thóm một vùng biên cương. Quê hương ơi, vui xuân trai gái biên thùy, bạn em lung con đón dâu quê em. Quê hương ơi, vui xuân trai gái biên thùy, bạn em lung con đón dâu quê em. Xin chào tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng có mặt tại Đán Dầu sau hôm trước đã vào đây chào lợn. Hôm nay thì dự kiến đi Đán Dầu 2 nhưng mà do đường xá và thời gian không kịp, thế nên là Thắng sẽ không lên Đán Dầu 2 mà để hôm khác Thắng lên Đán Dầu 2 và tranh thủ gần, bây giờ nó đã gần là buổi trưa rồi, Thắng xong công việc thì vào đây
mấy cả nhà em Dư thì đang đi làm nương trồng ngô vụ đông. Đấy, cái ngô này thì nó ngắn ngày hơn nên là trồng nhanh hơn. Thì giới thiệu qua một chút thì đây là các bạn biết rồi. Đây là em người yêu cũ của Pây Hầu. Lần trước có quay chia sẻ video ở trên Đán Dầu. Thì hôm nay thì có một cái tờ 500.000 như này để Thắng giải thích qua một chút. Hôm trước ấy thì Thắng có đọc cái số tiền tại ở nhà em Minh Vu Vơ ấy, là cái số tiền đó là tổng là 7.1 triệu. Thì cái 500 em Minh là chỉ nhận được 6.6 triệu thôi. Là 500.000 này là chính là của cô Linh Trong có gửi cho người yêu cũ của Pây Hầu này. Không là nhiều bác thắc mắc là sao hôm Thắng đọc cái công bố cái số tiền đó là 7.1 triệu mà em Minh Vu Vơ lại được có nhận 6.6 triệu. Nên là đã trừ đi 500.000 này là của cô Linh Trong có cái lần mà chuyển 11.500 mà còn thừa 500 này cô ấy nhờ Thắng chuyển lại giúp cho người yêu cũ của Pây Hầu. Đấy. Và cái chương trình hôm nay thì Thắng vào đây là Thắng trao lại cái số tiền này. Và rất là may là gặp được cái gia đình của em Dư là cũng đang làm nương ở đây. Và em Dung, người yêu cũ Pây Hầu cũng đang làm đây. Thì Thắng trao lại cái số tiền này cho gia đình của cho em Dung, người yêu cũ của Pây Hầu. Họ đang làm nương. Thì Thắng phải giải thích lại qua một chút như này. Trong những cái video mà khi nào các bác thấy cái số điện thoại 335-335 bắn trên màn hình thì là những cái video mà Thắng có kêu gọi vận động tài trợ để cho các bác biết được cái số điện thoại đó để gọi điện vào để thông tin lại cho Thắng, để Thắng gửi tiền lại cho cái hoàn cảnh mà Thắng chia sẻ video đó. Còn những cái mà video nào không hiện trên cái số điện thoại trên màn hình thì là cái video Thắng không có kêu gọi vận động nhá. Nếu các bác xem mà thấy nó không hiện số màn số điện thoại ấy, thì các bác có thể là thấy đồng cảm hay là thấy quý những cái nhân vật thì các bác cho tiền thôi, chứ còn Thắng là không kêu gọi đó. Khi nào các bác thấy bác nào xem video thì đều thấy là video nào Thắng mà đến thấy nhà nào hoàn cảnh đáng giúp, đáng cần phải kêu gọi ngay thì Thắng mới bắn cái số điện thoại 335-335 trên màn hình để cho các bác liên hệ. Hoặc là cái số điện thoại mà có số điện thoại nhưng mà là cái số điện thoại để cho các bác mua được những cái đặc sản, những cái sản phẩm trên Hà Giang như măng, như chè hay như mật ong ở trên Hà Giang thì Thắng mới bắn cái số điện thoại 999 của em Ước để cho các bác liên hệ thôi. Còn qua đây thì Thắng cũng giải thích thế để cho các bác biết được. Không là nhiều bác là cứ bảo là Thắng lên Lũng Cáng quay đấy là kêu gọi, nhưng mà đó chỉ là những cái thời gian mà ví dụ như buổi trưa, buổi sáng phải đi dậy, đi làm việc ở cơ quan và đến buổi trưa thì mới tranh thủ chạy lên đó. Tại vì cái quãng thời gian từ thành phố vào Lũng Cáng nó gần thì Thắng mới có chạy được vào đó để cho các bác biết được, quay được chia sẻ một phần nào thôi. Chứ còn Thắng không có kêu gọi vận động gì. Tại vì khi cái số điện thoại 335-335 xuất hiện trên màn hình thì các bác mới gọi và biết được rằng là Thắng đang kêu gọi vận động ở đó để cho các bác biết được nhá. Nên là các bác là phải để ý cho giúp Thắng, để cho các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân xem được và biết được để cho chủ động giúp đỡ những cái hoàn cảnh như thế nào. Còn những cái số mà không có thì các bác chỉ thấy cảm thấy những cái người mà Thắng quay, những cái nhân vật Thắng quay mà thấy đồng cảm thì các bác chia sẻ. Còn đây Thắng trao lại 500.000 này cho em Dung, người yêu cũ của Pây Hầu. Đây là gửi lại cho em Dung. Đấy, em Dung là không biết nói tiếng phổ thông đúng không? Vâng, không nói được. Có nói được không? Không được ạ. À. Thế anh thay mặt của nó cảm ơn nhá. Đây là cho em Dung. Em Dung thì suốt ngày chỉ đi chăn trâu thôi, đúng không? Mấy cả nói chung là cũng biết làm và hôm nay cũng đi giúp anh trai trồng ngô, đúng không? Đúng. Là đây là em Dư, anh trai của em Dung này. Hôm nay thì rất may lại gặp được ở nương của nhà em, không thì lại phải đi tìm chăn trâu mãi phía bên kia cơ, đúng không? Chăn chỗ nào? Chỗ bên kia anh ạ. Thế hôm nay đang giúp ở đây. Đó, thế để các bác nắm được. Đấy. Được rồi, bọn em cứ đi lại đi làm tiếp đi.
Thế là Thắng đã trao cái số tiền của cô Linh Trong để cho các bác, là nhiều bác là thắc mắc là tại sao hôm trước là Thắng có đọc cái tổng cái số tiền đó mà là 7,1 triệu, nhưng mà sao lại thừa thiếu 500 ở đâu mà không đưa cho Minh Vi Vu. Đó là Minh Vi Vu là Thắng giờ là chỉ còn giữ lại 1 triệu thôi. Còn cái 500.000 này là của cô Linh Trong đã trao từ lúc đầu, cùng cái số tiền mà gửi cho Minh Vi Vu đấy, là có riêng là 500.000. Đó, nên để các bác biết được. Kia là cái ngôi nhà của em Dư đúng không? Đấy, hôm trước mình vừa vào ấy, bảo view view đẹp đấy. Đây là buổi sáng nhà của em Dư có đi trồng ngô ở đây. Mấy cả qua đây thì Thắng cũng giới thiệu để cho các bác biết được nữa. Cái Thắng có một cái Facebook mà hôm qua có bác phản ánh để cho các bác nắm được, không đến lúc là nhiều bác không biết được, là cứ tưởng đó là Nguyễn Tất Thắng, có chat với Nguyễn Tất Thắng nhưng không phải nhá. Có một số người hiện giờ chắc là Thắng cũng có một tí ảnh hưởng nào đó nên là họ có lập những cái Facebook không phải của Nguyễn Tất Thắng nhưng mà họ cứ nói là Nguyễn Tất Thắng. Đây là cái Facebook chưa hả? Màn hình tối đi rồi. Facebook của Nguyễn Tất Thắng để cho các bác biết được. Đây. Đó. Đó. Đây nhá. Đây là cái hình ảnh mà Thắng đã chia sẻ lại để cho các bác biết. Đây Nguyễn Tất Thắng đây. Facebook của Thắng. Đó, đây nó ánh nắng nên là cái điện thoại này nó không khó nhìn rõ. Đây để, từ Hà Giang, thành phố Hà Giang, sống tại thành phố Hà Giang, Tuyên Quang. Hiện giờ đang có 1.141 người theo dõi. Đấy, nên các bác biết được. Các bác ấn theo dõi thì các bác thấy được nó sẽ cập nhật tình hình hơn ở trên YouTube. Chẳng hạn hôm nay là Thắng đi quay cái chương trình gì cái thì ở trên này nó có mạng thì Thắng có thể đăng được luôn. Thì các bác nắm được. Đó. Ờ, đi đâu này? Đây à? Cái ngô này là trồng, là không phải nhà nào mùa này cũng trồng đâu đúng không? Đó, mùa này là mùa trồng ngô hè. Hè à? Ở đây là trồng 2 vụ à? Mùa hè thu. Đây được 2 vụ thôi. Thế à? Vụ 3 thì khó quá. Vụ 3, nó vụ 3 làm sao trồng được? Rát quá. Ủi xanh nhá. À. Ủi đỏ à? Đấy là đỏ. Đấy, cái đỏ. Cây đỏ à? Ở khu thu này có khi khả năng là đỏ. À, những cái cây này có khi nếu mà đỏ thì xem là cây này có phải đá. Nhưng mà đỏ thì cây này đào được. Cây ủi đỏ. À, cây này trắng. Không mẻ, nó còn non, nó chưa đỏ. Nó còn già này mới biết là của ủi hồng. Làm được cây ngô vất vả nhỉ. Cái này nó cũng lại phát đi bao nhiêu chứ đúng không? 3 tháng sau nó mới được. Không, cứ cha thế kia. Cứ được cái nào cha hạt đấy. Nhà sĩ trưởng thôn về để khai thác tí hoa đu đủ. Nhiều lắm. Thu hết hoa đu đủ ở đây về. Đu đủ ở vùng cao nó cứ phải trèo mới đắt đời. Nào, cây này cũng chấm hết luôn. Cẩn thận nhá, ngã đấy nhá. Cái này nó toạc cành luôn là hỏng đấy. Ờ đấy, cứ bẻ như thế là được cho anh. Đó, bẻ hết đây, thu hoạch hết cho anh. Đấy. Làm hết về đây. Ui, cây bên kia nhiều lắm. Làm cái ngoắc chưa? Đằng sau lưng của em này mấy cành nữa này. Nhà không có gì ngoài đu đủ không xì này. Có nở được đàn ngan nào không? Có nở được đàn ngan nào không? Đàn ngan nở được một đàn có 6 con, còn bây giờ còn 2 con thôi. Thế à? Con mẹ thì đẻ được nuôi được vài tháng sau nó lại nó tự nhiên nó chết, chả biết được. À. Bây giờ bỏ 2 đứa con cô đơn. Non nhỉ? Ngon đấy. Wow. Xì nó vẫn đang bẻ.
Đấy. Cây lắm thật, mấy nhánh liền. Sang năm nhớ cố gắng là trồng cho anh 30 cây nhá. Ít nhất là 30 cây. Chắc chắn đấy nhá. Năm nay quả chín nhá, cứ trồng ra, cây đến lúc cây nào lên cây được thì để. À. Ôi giời, hoa đu đủ. Quá đỉnh cao. Nào, píp píp. Nào, úi dồi. Nhất tỉnh rồi. Nó xì. Non nhờ, cái này non. Thư, ừ, gãy. Rồi, thu hoạch nốt cây kia đi. À, ui, hai nhánh này cũng được đấy, khá khá đấy. Đấy. Xuống được không? Thế không phải chặt thêm cây cao. Chẹo. Trèo lên cái cây muồng kia. Dơ cao ấy, ngang mặt dơ lên tí nữa. Dơ đi nữa. Chụp cho cái ảnh trưởng thôn nha. Đẹp đẹp. Tuyệt vời luôn. Ừ. Này, năm nay được mấy tuổi nhỉ? 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi à? Nhanh nhỉ? Vừa hôm nào ra viện thăm hai vợ chồng đẻ ở ngoài đấy. Nhanh, tôi nhanh. Nhanh thật đấy. Đúng rồi. Thế là anh em mình đã quen với nhau 2 năm rưỡi, 3 năm rồi nhỉ? 3 năm rưỡi. Ba năm. Lúc vào vợ em chửa mà đúng không? Ừ. Cây trên kia phải cây to không? Cây dâu da kìa. Cây có quả không? Đây này. Ừ. Có cây kia phải này. À, đây cây này sai nhỉ? Dâu da. Quả dâu da còn tận 3. Hay, hoa đu đủ rồi. Lại xuống nhà Thành. Làm quả dâu da trước đi. Nó không có nhà. Nó không có nhà có sao không? Bây giờ anh trả vợ là thằng Thành thì em gọi là Thành ơi. Cho anh xin quả dâu da. Nào gọi đi. Gọi đi. Thành ơi. Cho xin quả dâu da nhá. Ờ cứ lấy đi. Ở đấy nó bảo cho rồi. Ví quả. À to đấy nhờ. Năm ngoái làm nhà thằng Dư này cũng ở đây chả bứt quả này đúng không? Làm chùm một chùm nhỏ nhỏ đây này. Anh không ăn. Anh không ăn được nhiều đâu. Cây dưới nhiều nhưng mà thôi đây này, lấy quả đây này. Chùm bé thôi. Đây này bé thì chả mập à. Nhãn cành la dâu ra cành đỉnh phải lên cành cao. Đấy, cành đỉnh đấy kìa. Gà nó lên đây ngủ. Ừ, gà lên cao nhỉ. Ngon nhỉ. Ngon lắm. Mập. Dơ lên. Chết người không, ui dồi, rụng luôn. Ừ, nó chín rồi đấy. Ừ. Chín rồi là rụng luôn. Mọng nhỉ? Ừ, chín rồi. Ừ. Quá chín rồi. Ừ. May là xin nó còn cho đấy. Ừ. Đó. Anh vừa ăn quả có Tôn Ngộ Không ra không? À, có quả. Có quả đu đủ đực nha. Đây. Ờ nhỉ. À. Cây này hai giới tính à? Đã biết được. Đu đủ này có vừa có quả cái nữa à? À. Loại này dở nhỉ. Lắm chuyện thật. Vừa có hoa đực vừa có quả cái. Ừ. Này. To nhỉ. Ôi giời. Tưởng mỗi người có giống này, hóa ra là cây cối cũng có nhiều. Lưỡng tính. Cây này một bên là sinh sản. À, một bên làm chức năng của bố, một bên làm chức năng của mẹ. Ây da. Về nhà em Dư. Dâu ra. Măng. Đi đâu cũng măng. Thời gian này không có được làm. Không có rau à? Ừ. Nó nóng quá. Măng này luộc lên tí xào à hay như nào? Ừ, xong tí xào. Thì phải đi qua đây. Lòng với cả thịt kia cho lên luộc lên nhá. Lòng cho luộc hết đi. Ăn luộc. Cho mát. Nào, xoài xay. À, nó ăn măng sống luôn á.
con này nó chi tốt rồi. Con chi tốt. Măng mai. Vẫn phải cho vào luộc đúng không? Ừ, luộc xong rồi xào hiện. Kia là măng chua à? Ờ, măng chua. Ừ. Vợ với cả ấy chưa về à? Chưa, nó là nữa. Nó ở sau mình về nấu cơm trước. Vâng, 11 giờ nữa về. Bây giờ đến giờ rồi gì nữa? Ờ, đến giờ chắc sắp về nữa. Túi thịt đi, cầm túi thịt đi. Rửa luôn cả thịt. Ừ. Đấy, mua thịt hôm nay thịt ngon đấy. Lòng thì cho vào xào măng. Tôi tính bạn gan với cả sách kia thì cho vào xào ấy lại. Cho vào xào với cả luộc với cả thịt. Tí nữa cái lòng này phải xào vàng có lá chanh không? Không có thì thôi. Để tao đi kiếm xem có rau dại gì không cho vào. Đấy. Có rau dại gì không cho vào nước luộc thịt. Này không có trồng rau trồng má gì. Vùng cao. Mấy quả đỗ chưa có đỗ. Đấy đỗ đen. Kiếm rau ăn nhé các bạn nhé. Đây rau cải. Cải này thì không ăn được rồi. Kiếm rau bờ ruộng ăn. Rau gì mà ăn đi. Không thấy có rau gì các bạn ạ. Soi một vòng. Bọn này nó có biết kiếm rau ăn đâu. Quanh ta lúc nào cũng có rau. Thả vào nước luộc thịt ngọt hết. Việc phết lại bờ ruộng. Bên này nhiều á. À, cái đứa em gái kia không về đây ăn cơm mà em. Chắc nó chưa không về. Có về đây không? Dài dài ra tí nó nấu nó sun vào là vừa. Không nó sun vào có bằng ngón tay tròn vò. Không gắp được đâu. Măng kia được rồi đúng không? Luộc được rồi phải không? Bây giờ luộc thịt phát. Thả cái rau dại kia của anh vào. Xong là cho mấy bông hoa đu đủ nữa. Ơ thả đưa anh xem nào. Kiểm tra nào. Úi giời đỉnh cao rồi đấy. Được đấy. Đỏ, trắng, tím. Loại này cay phải biết. Mấy loại đây? Ba loại. Nhiều, có nhiều. Cái hoa đu đủ không? Có. Có em đi hái một tí. Ở đâu? Ở trên này có. Cũng có à? Có. Ờ thì hái bị càng tốt. Chín, cái kia chín là hay là xào lòng. Cứ mẹ cả chùm đi. Ngon là tí. Ngon đấy nhỉ. Đồ này có ăn được đắng không bọn trẻ con này? Ăn được ít rồi. Dư có ăn được đắng không? Được rồi. Vợ? Có. Ừ. Không thêm đắng quá đâu đúng không? Chén không có rau thì mình hai cái hoa đu đủ quá. Cái lá gì? Sao ăn tạm này? Sao không trồng nhiều rau cải vào đi? Không lên à? Không lên ạ. Nóng quá à?
cậy mình phải tuần không sâu một lần. Hái xong lại phun. Phun xong đi lại hái. Đấy, vớt ra. Quá ngon luôn. Ồ, chín rồi. Nồi này mỏng nó cũng nhanh chín đúng không? À, nhanh sôi. Rồi, để gọn kia cho ấy vào, cho rau vào. Đứng đứng đứng, nước cái đồ sống. Cái lòng kia là đồ sống không cho vào đấy. Rồi, cho vào. Đấy, rau dại, rau linh tinh. Cho bột canh vào nữa là xong. Đưa anh đảo cho, đi rửa chảo đi. Rửa chảo đi xong là để xào măng miếng lòng. Cho bột canh vào đây chưa? Cho đây, cho đây. Không, đi chính không. Cho rửa chảo đi, về đây xào măng. Đấy. Cho lòng vào, xong rồi em đi lại đi rửa tiếp cho anh cái ấy kia đi, cái thớt đi, để thái thịt. Đấy, cho hết lòng đây, mới dao, rửa hết cái bộ đấy đi. Ông vào đây để hơ lửa. Cái này lòng xào măng. Cái này đúng không? Ừ, múc vào thôi. Vợ em đi đâu rồi? Dư. Đi trên thân bảo. Bảo ai? Hả? Mua gì? Bia á? Ui dồi, anh không uống bia đâu, lại giống nhà Dư rồi, kia rồi. Không uống. Không uống. Ừ. Gọi nó bảo nó về đi. Anh không uống bia đâu rồi. Để cho rượu anh uống. Rượu thì một tí thôi, nhấp môi. Cô nghĩ là anh uống được bia rượu anh không uống đâu. Sao hả? Sao? Mấy thằng không trêu nhau nhá. Thức tiếp này ăn được ác phết đấy. Xoáy ra vừa thôi thì không ăn được canh quá. Sao em mình đi hái rau kia không thấy quả ớt này nhỉ? Cái măng kia kéo được em ạ. Không đảo lần nữa đi xong rồi cho cháy cạnh như là ok đấy. Cháy cạnh là được. Ôi thái dày lên tí, chấm nó mới đã đời. Vẫn còn một cái lông này. Lông đen đấy, cần đẩy. Thôi được rồi, cứ cắt cắt bớt đi, cắt bỏ cái mỏng ấy đi. Cắt mỏng. Mì chính phải ta tù mình chỉ sửa mà cho anh chuẩn đúng rồi. Sao? Cho bột canh thôi. Cho ít là cái đá bột trắng. Cho thêm một tí nữa vào. Bữa nay cho ít đó. Được rồi. Mặn đấy. Cho hai lần nó sẽ bị mặn.
Còn cái âu là còn cái âu nào không? Cái này. Còn cái còn mình chưa lấy ra. Mang nữa thôi đúng không? Đặc sản hoa đu đủ. Ai già gan xì nó thái được ấy, to như nắm tay. Nhà này thực ra chẳng cần quạt cũng mát, vách viếc này như ngoài trời. Này mùa đông thì lạnh lắm. Còn mỗi măng nữa đúng không? Thế xong rồi múc đi, xong rồi xem vợ con đâu, gọi về thôi. Hai người hộ kia có ăn cơm không? Không à? Đổi công à? Đổi công ở đây lại không ăn cơm à? À quên mất bảo lá chanh, quên. Lá chanh hoặc tía tô. Thôi không cần, thế là ngon rồi. Thế thì thôi. Đâu rồi, vợ đâu? Hả? Vợ ăn cơm đi, rửa tay đi em. Con cái đâu, gọi về hết đi. Ba đứa mà. Con xì đâu, bảo vào đây ăn cơm luôn. Về rồi á? Xong bảo nó ở đây ăn. Sao? À? Đây ba đứa đây à? Đứa này à? Đứa này con vợ trước à? Thế đứa nào con vợ hai? Hai đứa này. Hai đứa này à? Thằng con trai này là ấy à? Con trai là vợ. Đói quá uống chăn trâu à, đi hay làm gì? Nhà có trâu không? Nhà có một con bé. Cho đứa này miếng. Không cho nó à? Bao lâu không ăn thịt rồi? Hả? Thấy thớt khô rồi á? Hả? Tháng chưa? Ăn măng rồi nhỉ. Hả? Không thích ăn thịt á? Còn đang hỏi bố mẹ cơ mà. Bao lâu rồi không mua thịt về ăn đấy? Không có mà, ít khi mua. Đây à, ít khi à? Ăn sợ nghiện đúng không? Nghiện. Mai không có thịt ăn nữa. Sao? Rồi, mời. Thế lại không bảo cái đứa người yêu pây hầu sang. Nó mỏ ấy, lấy cơm nó mỏ á. Lấy bát cho bọn nó đi. Đây, đâu còn bát nào nữa không? Đây cho bát này. Đây con nhà chị gái à? Con nhà báo nội cho lợn. Ở dạ, dưới này đấy á? À thế nhà ông Khoán là có hai thằng con trai à? Báo cái con của chú. À. Ôi dùng đi. Dùng đi. Mời mọi người ăn cơm đi. Ăn thịt đi, nó cay à? Chuyển cái đu đủ sang đây cho anh ăn cho. Bọn này làm sao ăn được đắng. Rồi, măng với cả thịt đó, à, lòng đấy, ăn đi. Xì cũng không ăn được đắng lắm đâu đúng không? Không ăn được nhưng mà ít. Ớt này, cho nó cay vì dạo này ăn ớt như chảo màu. Mời các bác, mời cả nhà. Cái á. Cái không? Đây cay chấm trong bên này. Cho nước cay. Chỗ này nó nhiều hơn. Nó ơ thế thằng kia con nhà ấy. Chạy đâu rồi? Bảo ăn cơm. Hả? Nó
Đồ này ăn cơm chưa biết mời à? Hả? Học lớp mấy rồi ngày? Học lớp mấy rồi? Lớp 4. À, bằng tuổi Giang Hưng à? Sinh năm 2012. Ừ. Ê, bạn kia? 6 tuổi, học lớp 1. Xuống tận xã học à? Ê, bạn này? Lớp 1. Ôi giời, bạn này lớp 4, bạn lớp 1 to ngang nhau. Thế to rồi. Con này trước mẹ mất sữa không? Mẹ mất là đói sữa à? Ờ, chỉ cho sữa hộp thôi. À, uống sữa hộp. Còn chưa được vừa được sữa mẹ cho thấy ngon thế nào ấy. Chưa biết sữa mẹ như nào. À, nó mẹ nó sinh ra nó thì là mất luôn. Vừa mất luôn. À, để ở nhà. Vẫn để nhà xong thì vẫn đi mất ở trong bệnh viện. À. Ồ, nhưng mà không đi đưa đi bệnh viện chả lo. Bác cho nhân. Thế hai đứa sau này, vợ này có đi bệnh viện không? Vẫn đi. Cũng để ở nhà. Ừ. Ui ồ. Để nhà nguy hiểm lắm. Đây, vợ xì còn phải đi ra tận bệnh viện tỉnh như này. Ừ. Em rót nước cho nó uống đi, đừng để nó không. Kệ nó cho nó uống thoải mái. Ừ. Hay là bắt nó ăn cơm bắn à? Không cho uống nước à? Ừ. À. Cô ca chan cơm. Ôi. Ôi, nó cứ thích như nào cho nó chiều nó như thế. Sau này mình già rồi nó lại chiều mình. Đúng không? Già rồi khó tính khó nết thì nó lại chiều. Bây giờ em có chiều bố mẹ em không? Không quá. Thế là em mới nhà ông quán là để được mỗi em mới cả ấy đấy à? Thế Dung mới à? Thế có mình em và con trai gì à? Vâng. Sao không ở với ông bà? Ông bà lại bảo là con nhiều nhiều quá nhỉ. Không, cái mình nhớ ông bà cũng nhớ là không ở được với nhau. Thế yeah. Thì bố mẹ lại tách mình ra ở riêng. Thế yeah. Ăn khỏe bà, ăn nhiều thịt bà. Thịt nhiều, bác mua nhiều. Đầy đĩa. Ăn mạnh mà. Xếp quả đu đu. Xong. Về. Mấy giờ đây? Kịp ra đi làm. 12:27. Bây giờ Thắng phải kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Từ Đán Dầu ra thành phố á, làm tí hoa đu đủ về ngâm. Tối nay chia tay cái thằng Đệ Linh. Nó về Mèo Vạc.